Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cố cùng bà bếp nha. Nguyên Cố sẽ giới thiệu với cả nhà món ăn rất là quen thuộc ở Việt Nam, một món ăn truyền thống gốc miền Trung, đó là món bánh bèo chén các bạn nha, được làm theo phong cách của người Quảng Nam. Đó, món bánh bèo rất là ngon các bạn nha. Các bạn hãy sử dụng bánh bèo này với nhân theo cái gừng Huế cũng được các bạn nha. Đó, hay Quảng Nam thì dùng thịt tôm rất thơm và ngon các bạn nha. Rồi chúng ta cùng vào bếp nha. Rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là 300 g bột nghệ các bạn nha, và ngoài ra sẽ có thêm bột năng và bột bắp các bạn, sử dụng khoảng 15 đến 20 g các bạn nha, cùng nửa gram đến 1 g muối các bạn. Rồi mình sẽ trộn hết các nguyên liệu này với nhau, và sau đó mình sẽ cho 500 ml nước vào, nước lạnh các bạn nha. Rồi mình sẽ khuấy đều lên các bạn. Đó. Rồi sau đó mình tiếp tục mình sẽ cho thêm 500 ml nước sôi vào nữa, khuấy đều lên. Đó. Mình sẽ ngâm các bạn nha. Ngâm khoảng cỡ 2-3 tiếng các bạn. Đó. Cho nó ra hết mùi các bạn. Và bột sẽ lắng xuống các bạn nha. Rồi sau đó mình sẽ dùng muỗng mình múc cái phần nước ở trên ra các bạn. Đó, những phần nước trên này, những phần nước mà nó bị hôi mùi á. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cho những phần nước mới vào tương đương với phần nước mình đã bỏ các bạn. Như là xong cái phần bột á. Rồi giờ mình cho 500 ml nước vào nha các bạn. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho 500 ml nước sôi vào các bạn nha. Đó, tổng cộng là 1 lít nước các bạn. Đó, 300 g bột tương đương là 1 lít nước, tức là tỷ lệ gấp 3 lần các bạn thấy không? Đó, bánh bèo sẽ mềm, mịn và ngon hơn các bạn nha. Đó, nếu mà đặc quá nó sẽ hơi cứng, đó, phải mềm mềm mịn nó sẽ ngon hơn. Đó, tỷ lệ 1/3. Ok, rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều cho các bạn nha. Cái đều không hồi bị lên, và sau đó mình sẽ để khoảng nhất là 2 đến 3 tiếng trên đấy các bạn nha, cho nó lắng xuống, rồi mình sẽ bỏ các phần nước trên. Đó. Sau đó mình sẽ bỏ chút xíu chanh và mình bỏ cho thêm phần nước mình đã vớt ra đó, vào mình sẽ ngâm thêm khoảng 1 tiếng nữa là ok. Rồi trong khi đó mình sẽ bắt đầu làm cái phần nhân các bạn nha. Rồi và nguyên liệu chúng ta sẽ có là 20 g hành tím băm nhỏ các bạn nha, 100 g tôm mình đã băm nhỏ các bạn, 100 g thịt mình cũng đã xay nhuyễn luôn, cùng 10 g tỏi các bạn nha. Và ngoài ra sẽ có thêm 15 đến 20 g hành các bạn, hành lá đó mình đã cắt nhỏ luôn. Rồi gia vị sẽ có là muối các bạn nha, muối khoảng 2-3 g, đường cũng vậy khoảng 20 g các bạn nha. Rồi hạt đều cũng vậy khoảng cỡ 20 g luôn. Rồi dầu ăn mình sẽ sử dụng là 10 ml các bạn nha, cùng tiêu là khoảng 1 g. Đó. Và sẽ có một chút bột gạch cua gạch tôm đỏ các bạn, tạo màu rất là đẹp. Rồi phải có nước các bạn nha, là 150 ml nước cùng 10 g bột năng các bạn nha. Thế mình làm sạch hỗn hợp lại các bạn. Rồi thì nước bột năng các bạn có thể trộn chung luôn, là đắt mình chỉ cho vào thôi, không có các bạn có thể cho nước trước và mình pha riêng cũng được nha. Rồi bắt chảy nóng lên, mình sẽ bắt đầu cho dầu ăn vào trước, sau đó mình sẽ cho nguyên liệu để phi thơm như là tỏi, hành tím, rồi hành lá vào các bạn nha. Các bạn nào có hành tây có thể cho thêm cũng được, đó. Không thì có để hành tím không cũng thơm các bạn. Đó. Rồi khi các nguyên liệu trên vậy mùi, mình cho tôm thịt vào, mình đảo đều cho chín là gần xong rồi các bạn nha. Đó, rất đơn giản thuần nhân luôn.
Rồi, tôm thịt đã chín rồi, thơm hành lá đã phi thơm rất là thơm các bạn. Bây giờ mình cho gia vị vào, như là muối nè, đường nè, nêm nè, cùng với chút tiêu nè. Sau đó mình cho hỗn hợp bột năng vào là xong các bạn nha. Thì ở đây mình lưu ý các bạn nào mà muốn cái phần nước nhiều thì hãy cho nước tăng lên khoảng 200 ml nha. Còn muốn đặc thì hãy giảm xuống 100 đến 150 tùy mình muốn. Ở ngoài thì nó cho nước nhiều lắm các bạn. Đó, bây giờ nó hơi loãng nha. Còn mình muốn ăn nhà thì cho ít nước lại nha. Đó, sẽ ngon hơn. Rồi. Mình trước khi mình cho hỗn hợp bột năng nước và mình cho xíu ít xíu nữa các bạn. Cái phần gạch tôm á, cua tạm màu thôi. Ở ngoài nó hay dùng cái này nhưng mà mình khuyên các bạn nên cho ít thôi, còn không các bạn phải cho không được ăn nhà mà. Tại mình không biết nó có độc hại không nhưng mà tốt nhất hạn chế mấy cái đồ tạm màu các bạn nha. Rồi vậy là xong rồi các bạn, mình cho hỗn hợp bột năng vào nước vào là xong rồi đó. Đó, cho nó sôi lên là ok. Rồi bây giờ mình quay lại cái phần bột nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ múc nước nha các bạn. Đó, nước đã lắng xuống rồi đó, sau hơn 2 tiếng rưỡi 3 tiếng nha các bạn thấy không. Đó, phần nước này trên là khá cái mùi á, mình sẽ khử mùi luôn. Mình sẽ múc phần nước ra vô cái ca đó, lát mình sẽ đổ lại đúng như cái phần nước nào mình đã múc các bạn nha. Rồi, mình sẽ ngoài thêm một xíu chanh nữa, là mình để khoảng nửa tiếng 1 tiếng nữa là bắt đầu mình đổ các bạn nha. Không các bạn có thể cho chanh trước cũng được nha. Đó. Nước sôi nó sẽ làm cái miệng nó bột nó mịn và nó nở, thứ hai là sẽ bay bớt cái mùi hôi các bạn. Nó sôi rất là nhiều công dụng luôn á, nếu mà nước thường không nó sẽ không có được nhiều công dụng như các bạn nha, lưu ý nha. Đó, nãy mình múc ra là 300 ml nước, giờ mình sẽ trả ngược lại là 300 ml nước sôi luôn các bạn nha. Mình khuấy đều lên là cộng thêm một xíu chanh nữa là coi như là xong cái phần bột của các bạn. Rồi, chút xíu mình đổ nha. Rồi sau khi được đổ lại cái phần nước mà mình đã lấy ra thì mình sẽ cho thêm 5-10 ml nước cốt chanh ngoài với tí xíu 5-10 lít dầu ăn các bạn nha, vừa khử mùi và vừa tạo độ béo cho cái bột bánh bèo luôn các bạn nha. Rồi, sau đó mình sẽ để thêm nửa tiếng nữa là mình chuẩn mình đổ thôi nha. Rồi mình đã đổ ra các khuôn dĩa rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở lửa lớn hết sức cho mình các bạn nha. Lửa lớn rồi mình sẽ cho cái sừng vào các bạn nha. Đó, lửa rất là lớn luôn. Thì khi mà lửa lớn vậy các bạn để khoảng cỡ 1 phút 30 giây tới khoảng 2 phút á, mình mở lên thì áp suất nó sẽ đẩy cái phần giữa nhân bánh á, đẩy xuống nó sẽ bị lỏng vô cái phần bên dưới. Ở ngoài hay gọi là cái đồng tiền các bạn. Đó, thì bánh sẽ ra cái màu rất là đẹp. Đó, các bạn lưu ý nha, các bạn là muốn có đồng tiền thì phải để lửa lớn là lớn các bạn nha. Rồi sau đó mình để nó lại, mình để thêm khoảng 3 đến 4 phút nữa, tổng cộng là khoảng 5 phút các bạn nha. Rồi, xong một cái bánh đó các bạn. Đó, phải lửa lớn nha các bạn nha. Ok, bánh xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra các bạn nha. Đó, các bạn thấy ở giữa ở bên trong không? Đó, nó bị lỏng xíu xuống các bạn không? Tại nó mới chín nên nó màu nó còn hơi trong các bạn, lát hồi nó sẽ nguội á, nó sẽ đục lại màu trắng thôi, nhìn rất là đẹp nha. Rồi các bạn thấy không, nó lỗ bên trong rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho nhân lên là mình chuẩn bị thưởng thức thôi. Tan tan, nhìn ngon không cả nhà ơi, và đây là thành quả đó cả nhà ơi, ngon không thấy chưa, với phần nhân tôm thịt nè, ăn dai dai sực sực nè, cùng thêm một chút hành phi đó, và đậu phộng nữa, quá tuyệt vời cả nhà nha. Nếu các bạn muốn đậm đà thì thêm một chút xíu nước mắm nè, chua ngọt nè, trời ơi khó xảy luôn các bạn. Ăn thêm với cái bánh bèo nữa, rồi bánh bèo bột gạo mềm cùng một năng bột bắp dẻo dẻo đó, ăn với nhau quá tuyệt vời các bạn cả nhà nha. Đó, trong thời đại mùa dịch này thì kiếm một quán ăn rất là khó khăn cả nhà, nên mình có thể tự mình mày mò và làm ngay tại nhà để đãi gia đình luôn, quá tuyệt vời phải không?
Đó. Chúc cả nhà có những phút giây thư giãn vui vẻ với món ăn này nha. Rồi, hẹn cả nhà ở những clip sau nha. Bye bye.